Trong thời gian gần đây, các startup Việt Nam đã chứng minh giá trị của họ đối với cả nền kinh tế địa phương và cộng đồng quốc tế thông qua việc thu hút các dòng vốn đầu tư mạo hiểm. Sự thành công này cho thấy sự trưởng thành hơn trong quá trình khởi nghiệp của các bạn trẻ. Cuối năm 2015, Startup Logi đã gọi vốn thành công lên đến hàng triệu đô la Mỹ từ nhà đầu tư danh tiếng Golden Gate Venture và tập đoàn Design One Japan. Với số tiền này, Logi có thể tập trung phát triển ứng dụng mạng xã hội Logi và lên kế hoạch các vòng gọi vốn sau. Trước khi lên kế hoạch thành lập công ty và gọi vốn thành công, những nhà sáng lập Logi đã phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu thị trường và hoàn thiện dịch vụ của mình. Cái quá trình phát triển về sản phẩm của Logi, cả về những ứng dụng và website mất gần 2 năm trước khi Logi có thể đưa sản phẩm ra thị trường. Và trong quá trình mà xây dựng sản phẩm như vậy thì Logi cũng đã trải qua rất nhiều lần mình phải phá lỗi, sửa đi sửa lại rất là nhiều. Không chỉ Logi, nhà sáng lập trẻ của Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong phong cách làm khởi nghiệp. Theo ông Nguyễn Tiến Trung, người đã tham gia đầu tư mạo hiểm cho các dự án startup được 5 năm cho biết. Từ đầu năm 2015 trở lại đây, các dự án tham gia gọi vốn đã có tính khả thi cao hơn. Tỷ lệ các doanh nghiệp đã gọi được vốn thành công cũng cao hơn trước, bởi các nhà sáng lập trẻ không còn khởi nghiệp mơ hồ, mà thay vào đó là nghiên cứu thị trường một cách bài bản. Các bạn khi có một cái ý tưởng, các bạn không ngay lập tức lập một cái bản kế hoạch kinh doanh hoặc là thành lập công ty ngay, mà các bạn bắt đầu bằng việc nghiên cứu thị trường, kiểm chứng xem ý tưởng, sản phẩm dịch vụ của mình có đáp ứng được yêu cầu của khách hàng hay không. Sau đó, bằng những cái con số từ khảo sát khách hàng, kiểm chứng cái ý tưởng từ thị trường, thì các bạn quay lại điều chỉnh các cái ý tưởng, sản phẩm và liên tục lặp lại như vậy để đến khi mà có được thị trường, có được khách hàng thì các bạn mới bắt đầu. Có ý tưởng tốt thôi chưa đủ, mà hiểu thị trường là điều kiện cần và đủ cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Và cũng chính vì lẽ đó, nhiều dự án khởi nghiệp ngay sau khi ra mắt thị trường đã được nhà đầu tư tìm đến.